Cây này cây kim quýt nha các bạn. Cây này được cái vàng xương, người ta làm theo kiểu hàng chợ, kiểu tay bệ nha các bạn. Nhưng kiểu hàng chợ thôi. Uống cũng không được khéo lắm nha. Cái này về nếu mà mình chịu khó mình buông kẽm ra, vô kẽm lại mình uống theo cái ý mình á, uống theo cái lối mới cứng cứng cây một chút. Thì cây này cũng đẹp các bạn. Có số cành này. Nhưng mà người ta chưa có nuôi nha mà thấy không? Cành này nhỏ nè, cành này lớn nè, cành này lớn nè. Cành này nhỏ xíu, thấy không? Hàng chợ người ta làm mà. Được cái phong cây. Trong giá sinh viên giá rẻ mà giá theo cây bút. Cái này cái hoành chỗ này khoảng 20 mấy ạ. À. Còn cái cây chỗ này khoảng 20 thôi. 20 22 thôi. Còn dưới chai number one nữa bạn. Đó, còn chiều cao cái này khoảng 1 2 chiều cao khoảng 40 44 thôi. Từ gốc lên đây khoảng 44 thôi. Chung tay tàn người ta làm cũng không được khéo lắm mà. Cái này mà nếu mà chịu khó vô kẽm lại cái này nó cũng được chứ không nên nổi. Chịu vị trí. Tại nó có cái vàng xương sẵn rồi, vàng xương người ta làm cũng này chắc làm khoảng 2 năm quá. Khoảng 2 năm ạ. 2 đến 2 năm, 2 năm đến 2 năm rưỡi tại kim quýt làm hơi lâu một chút. 2 năm 2 năm rưỡi rồi. Còn cái cây này bản thân cái cây này nó đã lâu năm lắm nha. Người ta mới khai thác về người ta cắt cái ngọn nè. Người ta nuôi cái ngọn, nuôi chuyền vô. Còn như kim quýt mà nuôi về mà liền ngọn là không có đâu. Không có giá tiền này luôn, bảo đảm luôn. Tại kim quýt mà cắt nó không có liền các bạn. Nó với lưng sam á mà cắt không bao giờ liền nổi, trừ khi các bạn nuôi từ nhỏ tới lớn, mà nuôi từ nhỏ tới lớn mà ra được cái cây có dày là có mười mấy năm. Dám khẳng định các bạn luôn, nuôi từ cái cây này mà cái ngọn bị lớn cỡ ngón tay tôi á mà không có mặt cắt á. Bèo lắm hơn 15 năm. Mình nghĩ cái 15 năm mà xong nó bán ra một cái giá tiền rẻ rồi. Còn nếu mà người ta làm quy mô công nghiệp mà trong vòng 10 năm, 15 năm mới xuất bản để bán một cái cây mà thấy mà. Nói sao mà làm nổi. Quá trình làm kiểu mà hỏi người làm sao mà có kinh tế được. Trừ khi đời này truyền đời kia rồi cây này có cây kia bán thôi, chứ thật sự nếu mà cái dòng cây kẽn mà bán liên hồi mà đòi bán những cái cây lâu năm là không có cây đâu mà bán hoài các bạn. Chỉ có những cây truyền từ người này qua người kia thôi. Hoặc là những cái cây người ta khai thác rồi người ta về người ta cắt ngang người ta uống khoảng 2 năm người ta bán thôi các bạn. Chứ không có vụ mà nuôi. Cây nuôi mà mấy bạn làm mấy năm mà mấy bạn bán dài xì là chuyện không thể rồi. Không có giá trị kinh tế nha các bạn. Kinh tế nó không có, cũng không ai làm được cái chuyện đó hết. Hỏi mười mấy năm rồi sao kinh tế của anh em làm kiểng sống bằng cái gì? Người ta không làm được chuyện đó nè. Dòng đời là thường người ta, bởi người ta thường bắt buộc người ta phải làm hàng chợ. Còn những cây nuôi là đa phần là những cây lớn tiền hết. Với lại những cây nuôi là chuyện hoặc là chuyện từ thợ này qua thợ kia, hoặc là chuyện vườn này từ vườn kia các bạn. Nhiều cây nếu mà cây nuôi mà cốt cành rồi nó bự để đi thi rồi là mấy cây nó lớn tiền, chắc chắn là phải lớn tiền thôi, tại thời gian làm nó quá lâu mà. Chim quýt các bạn ơi, tôi cầm không cây, cái cây mẹ thì nó già, còn cành nhánh là chưa có già đâu nha. Chim quýt nói chung mình lựa một số cây người ta làm bàn chợ, người ta lựa một số cây có tàn khéo khéo rồi mình bán thôi, chứ người ta cũng còn nhiều lắm, nhưng mà số cây nó cũng không được khá nên mình không có chọn. Kim quýt nha mấy bạn. Ai chốt, nói chung là ai chốt hàng là ngày mai mình không có gửi được đâu nha. Mình thứ sáu mình mới gửi nha, tại ngày mai là giỗ của Mr. Hùng nha. Giỗ Mr. Hùng nên Viettel nghỉ luôn nên mình cũng không có gửi hàng được, mình không có gửi bên bưu điện, mình cũng không gửi mấy cái khác mình cũng không biết nữa, người ta có nghĩ không. Mình gửi Viettel thôi, nghỉ. Lâu lâu ngày giỗ có năm mình cũng nghỉ đi các bạn ơi. Mua rồi để đó thì thứ sáu mình gửi. Dạo này cũng dịch bệnh là mình cũng hạn chế bán cây lại rồi, bán ngày bán vài cây các bạn ơi. Anh em nào cứ mua được ủng hộ,